các bạn, mình là Lê Xuân Đức, mã số sinh viên là 1314971. Hôm nay mình sẽ làm bài tập viết xử lý số 9 với yêu cầu là viết ứng dụng tạo xung on off theo hướng dẫn hiển thị thông báo trên LCD và đến sản phẩm. Cụ thể là khi nhận on thì sẽ hiển thị trên trong mode của LCD và phát ra xung RC0, chu kỳ là 10 mili giây, hệ số công tác là 0.4, tức là một chu kỳ của nó sẽ là 10 mili giây và có 4 mili giây điểm lên và 6 mili giây điểm xuống. Và khi nhận off thì hiển thị trên trong một của LCD là thế này, và RC0 lúc này sẽ bằng 0, điểm sản phẩm từ 0.0 đến 15 và sau đó quay lại điểm từ 1 đến 15. Mình sẽ qua phần một phần demonstrator. Thì ở đây sử dụng con PIC16F887 KLCD, cái này dùng để quan sát súng và hai nút on off. Thì kết nối chân, các chân RD4 đến RD7 sẽ nối với chân D4 đến D7 của cái LCD. Bây giờ mình sử dụng cái thư viện LCD.c nên là chỉ sử dụng một chân này. Và các chân RE0, RE1, RE2 kết nối tương ứng lần lượt là chân RS, RW và chân Enable. RB3 thì được nối với cái nút on và RB4 thì được nối với nút off. Xuống được tốc vào đây. Mình sẽ vào phần code. Phần này thì cũng quen thuộc rồi. Đầu tiên là khai báo cho con 16F887 cái thư viện mà hành đi lấy, sử dụng cái thư viện LCD.c là khai báo định nghĩa cho các chân, nên là chân RS nối với E0, RW nối với E1 và chân Enable nối với E2. Các chân LCD data 4 đến 7 thì nối với lần lượt đến pin D4 đến pin D7. Các nút on thì được kết nối với pin B3 và nút off thì pin B4. Khai báo thì biến điểm bằng 0 và biến tạm bằng 1 thì lát nữa mình sẽ sử dụng. Đây là cái hàm nhấn. Hàm nhấn thì khi mà mình đè cái nút on thì nó sẽ không hiện cái gì cả, và khi mà mình thả ra thì tức là cái nút on này được nhấn thì tại khi cột 1 hàng 1 nó sẽ hiện ra cái dòng chữ này, và cái biến tạo lúc này sẽ là được gỡ bằng 0. Và khi mà ngược lại ta đè cái nút off thì cũng sẽ không có hiện tượng gì xảy ra, và khi thả ra thì tại cái cột 1 hàng 1 nó sẽ xuất hiện ra cái hàng chữ này, và cái biến tạo lúc này nó sẽ bằng 1. Còn cái hàm đây là hàm delay 4m, và sử dụng cái timer 1 là xung nổi. Thì gọi cái timer 1 này vì sao đây lại là 20.000, thì đây mình sử dụng cái công thức ở cái hàm delay 4 giây, tức là 4 x 11 3 trên 0.2 trên nhân cho 11 6 nhân với regular, nó sẽ bé hơn hoặc bằng 2.16. Thì từ đó mình suy ra được cái regular này nó sẽ lớn hơn bằng 4 x 11 3 chia cho 0.2 nhân 11 trừ 6 nhân 2.16 và nó sắp xỉ 0.3. Thì mình chọn cái số lớn hơn 0.3 này, thì là mình chọn bằng 1 đi. Thì mình sẽ tính ra được số súng là 20.000 súng. Đây, 20.000 súng. Và cái hàm 6 mili giây cũng tương tự. Cái khác đấy là 6 nhân 11 trừ 3. Từ đó thì mình tính ra được cái regular này nó lớn hơn 0.46 và tính ra được 30.000 súng. Đây là hàm main. Hàm main thì đầu tiên là cho cái port C và port D này bằng 0, và cái LCD init này thì cũng gặp trong các bài trước rồi, dùng để khởi tạo cái LCD. Cái này thì output driver pin C0, tức là cài đặt cấu hình cho cái pin C0, setup timer 0. Thì cái này timer 0 dùng để đếm xung ngoài, tức là dùng để đếm sản phẩm. Thì mình sẽ dùng
T0 ST 2 tu lâu tu T0 ít 1. Còn cái cải M1 dùng để điểm xuống nổi nên là dùng internal và set cho 8010 thì LCD boot C này sẽ cái hai chữ này nhận thì khi mà cái biến tạm này bằng không khi biến tạm bằng không thì nó tức là mình ấn cái nút on thì nó sẽ xuất súng ra thì cái súng đó thì điểm lên thì là 40 giây, nên là output 2 sẽ là delay 40 giây và điểm xuống 60 giây thì output low ở đây là 60 giây. Và ngược lại thì khi mà cái biến tạm bằng 1 tức là nút off đây, biến tạm bằng 1 này nút off thì ở đây thì tức là ở cái cải pin C0 này thì nó không xuất súng ra nữa, tức là nó chỉ xuất hiện một cái đường thẳng và điểm. Cái này là gì thì dùng để cái vị trí là cột 1 hàng 2 thì nó sẽ xuất hiện ra xuất ra cái mà điểm sản phẩm này và nó gắn vào cái biến điểm này, và khi mà cái biến điểm này nó bằng 16 thì nó sẽ quay trở về 1 lại, mình sẽ cầm lại. Đó, cái công thức này nó có một cái sai số nhất định nên cái thời gian nó không được chính xác cho lắm, chỉ mang tính chất tương đối thôi.